Hi, xin chào các bạn. Như các bạn đã xem tiêu đề thì các bạn đã biết đây là một môn giấy. Đây là một con nhân vật có chức vụ Bullet trong tựa game Robot World Tactics, được mình dựng lại trên phần mềm SketchUp. Và mình có chỉnh sửa một chút trên nhân vật này. Như khi mà thấy trống trải quá, cái mình định xem ít logo cho nó. Và nó tốn cỡ mấy ngày để nghĩ in cái logo gì như thế nào cho nó đẹp, mà cũng bế tắc luôn. Cái mình định up không luôn, mà khi mà định up lên thì mình đọc cái tiêu đề, nó là tên nó là Police ES SF T80, cái là cảnh sát, cái là mình lên mình tìm kêu mình thay vô cái quốc kỳ Việt Nam xem thế nào đẹp không, mà cuối cùng vào nó rất là bắt mắt, cái là mình cứ làm. Và bây giờ mình mới có cơ hội để test nó. Bây giờ cái video này thì mình mới làm được cái đầu thôi, cái đầu do mình ra tiệm photo mình in màu đỏ. Mình in màu đỏ mà họ không có màu đỏ đấy, cái mình in màu hồng, cái rớt nước mắt luôn các bạn. Bây giờ các bạn xem, do trời ở Đà Nẵng đang bão nên video có thể nó bị mờ mờ chút nha. Đợi một chút, xoay màn hình lại. Đây, các bạn thấy không? Mình có để cái lá cờ, cái bú liềm xù từ ấy trong tàu bừng nắng hạ luôn. Mình để thêm một cái logo, cái quân huy của bộ đội Việt Nam này, của đất nước Việt Nam, mà cái này màu hồng là mình nhìn mình thấy nó không được ưng ý lắm. Và về đây là cái phần này, là mình làm video này mình chỉ làm phần đầu và cái bộ xương của nó nha. Bộ xương khi mà các bạn làm ở phần hai cánh tay với chân á, thì ghép vào chỗ ngực với lại là nó hoàn chỉnh một cái mô hình như các bạn thấy này. Mình có làm khớp này, các bạn đợi mình. Đây, đây là cái phần này là phần để gắn hai cánh chân vào nha các bạn. Còn về phần tay thì khi mình ở video tiếp thì mình sẽ nối vào từ chỗ này. Đấy, còn cái này là cái bộ phi hành của nó để cho nó bay. Mình có gắn một cái chụp này đó, đun vào. Đấy, và ở trong cái bản kích giấy mình nó quen đục lỗ ở phần này nên các bạn tự đục nha. Còn nếu các bạn không thích đục cũng được, không cần khớp chỗ hông này cũng được, không cần. Đấy, và các bạn có thể tải tại thường thì mình hay để link download ở dưới mô tả của video YouTube, còn không thì các bạn có thể truy cập vào trang web chiếcrongda.blogspot.com để download. Đa phần các mô hình của mình là miễn phí, và các bạn có thể xem bây giờ các bạn có thể xem video hướng dẫn của mình tại video này luôn. Mình bắt đầu nhé. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhấn like và đăng ký để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.